Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chúa Nhật 3 Phục Sinh 5C Thánh Vịnh 2019. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị hai Thánh Vịnh 2019, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh, Chúa Giải Thoát Con, và một sáng tác của nhạc sĩ Thiên Lý. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con. Con xin tán dương Ngài. Lạy Chúa vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Từ âm phủ Ngài đã giơ tay kéo con lên, cứu con khi tương chừng bị chìm trong đáy mồ sâu. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con. Vang câu hát cùng đàn mừng Chúa vì Ngài luôn trung tín, cam tạ thánh danh Ngài khi đêm xuống hoặc hừng đông. Ngài nổi dần dày lát những yêu mãi chẳng ngơi, vẫn yêu thương suốt đời vì Ngài là Chúa tình yêu. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con. Xin thương xót con cùng lạy Chúa, nguyện Ngài thương nghe tiếng Chúa biên khúc ai ca nên vũ điệu mừng vui. Nguyện xin Ngài nâng đỡ bao che tấm thân con, lưỡi con không ngớt lời cảm tạ Ngài mãi ngàn thu. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con. Chúa phán con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con và đã không để quân thù về con. Lạy Chúa, Chúa đưa linh hồn của con thoát xa âm phủ và Ngài ra tay cứu thoát con khỏi xa bước xuống mồ. Lạy Chúa, con ca tụng
Chúa, vì Ngài đã giải thoát con. Này hỡi các tín đồ Chúa, nhịp đàn ca mừng Chúa đi, và hãy dâng lời chúc tụng danh của Chúa. Vì trong lúc Chúa nổi giận, chỉ lâu chút giây là thôi, mà lòng yêu thương của Chúa khôn vời vẫn có suốt đời. Lạy Chúa, tụng Chúa, vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, nghe con cầu khấn, mở lòng dù tình xót thương. Lạy Chúa, ban ơn cứu độ, đôi khóc than trở nên khúc ca huy hoàng, để con ca khen Thiên Chúa, tán tụng Chúa tới muôn đời. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa, vì Ngài giải thoát con. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật Ba Phục Sinh 5C Thánh Vịnh 29. Tấn Đạt xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.